Kiều Quang Thuyết đang khởi động rất rất tích cực. Trọng tài Lâm Thanh Trà, trọng tài cấp quốc gia. Còn sau kia là tất cả các anh em đang đang đến cổ vũ cho trận giao lưu. Rất hấp dẫn, trận giao lưu của nhóm tuổi 70 cộng có giải thưởng là 125 ống cầu dành cho người thắng cuộc. Thống nhất rồi. Đây là gì đấy? Cần thống nhất gì đấy? Bảy bảy đi, bảy bảy quốc tế. Trận đấu sắp được diễn ra, trọng tài chính đang làm thủ tục. Trận đấu sẽ diễn ra trong 3 set 21. Xin mời tất cả các anh em yêu mến cầu lông theo dõi trận giao lưu. Và trận đấu bắt đầu. Bên đội Oánh Dũng sẽ là đội giao cầu trước. Không đều. Cầu giao lệch ô. Mà vận động viên Oánh lại không ngồi được. Ah!
các giới hâm mộ thì nhận định gì? Cương thì với lại kê rất sát 18 không khí trên sân cực kỳ căng thẳng. Tiếp vừa đánh một cầu ra ngoài, trận đấu này chắc là phải 3 set. Các đội viên đầy trung nhận giờ đang phát vào cầu quyết định 19-20. Liệu có lên được là 20 đều không? Đang cực kỳ căng thẳng. Và thế là set thứ nhất đã kết thúc. Tỷ số nghiêng về phía đội của Thuyết Phương 22-20. Mạnh Nho với cả anh Ninh ấy, em chẳng biết người gọi nào. 2-0. Tỷ số 2-2. Thằng đét. Điểm số 32 à? Được, 32. Tốc độ càng vâng, pha cầu tài điểm rất. Mạng bây giờ ổn chưa? Trong nhà thi đấu kín quá. Cường đã rất khó khăn để giành chiến thắng trước cặp đôi Dũng Oánh với điểm số suýt soát 22-20. Trong set đấu này thì điểm số cũng đang rất cân bằng. Đó là một tình huống cầu ngoài sân. Đó là một lựa chọn. Được. Đáng tiếc cho pha, rất đáng tiếc cho pha chiếm lưới của anh Dũng lại lỗi. Điều đáng tiếc bọc sân rất tốt, không còn rồi. Cao rồi, đúng rồi, lưới rất là đẳng cấp. Cặp đôi của anh Dũng không còn lưới rồi. Vận động viên ở đâu đến đây? Đúng rồi, bắt bài rất đáng tiếc đã đưa ra đồng minh. Thủ cài rất hay. Rồi tì cầu. Em xin chào chị Nguyễn Huyền Trang, nhưng hôm nay mình nhìn thấy em mà em xấu dã man luôn, xấu bình bình. Cấm cầu. Rồi, chúng ta đập thủ tay xoáy đều hoặc là 10 đều gì đó. Quá may mắn cơ. Cầu chính là kiện tướng của cầu lông Việt Nam.
Hay quá nhờ, vẫn lên. Tổ 28 ngoài sân rồi. Cổ vũ anh Oánh này. Anh Oánh cố lên. Rất đáng tiếc, muốn cài cầu không qua lưới. Ok, xin chào anh Nghiêm Đình Thuật nhá. Em mới sinh năm 94 thôi, làm sao mà anh ở đây. Bình tĩnh. Rồi. Pha cầu, ve cầu ăn điểm trực tiếp. May mắn quá, cầu lật lưới ạ. Vâng. Cảm ơn anh luôn theo dõi ủng hộ livestream của thằng em này. Ép cầu Kiều Quang Thuyết rồi. Hay quá, cao rồi. 13 đều. Vâng, hai đôi vận động viên này đang dồn vào anh Phương nhưng xem ra cũng vẫn chưa ăn thua. Rồi, ăn rồi. 14-13. Cả trong tâm lý của khán giả và đặc biệt là tâm lý của các vận động viên. Và một pha đánh điểm rất hay. Xem ba các mình vào nào. Cho nó vui. Bắt bài nhưng vẫn chưa ăn điểm được. Rồi, đập. Ăn rồi. Một tình huống thủ cầu thực sự. Hay quá. Có được thôi thì khả năng cao. 18-15. 18-15. Thắng của cô phải đến sớm để đăng ký một cô của ban tổ chức để lấy một cái chỗ vị trí đẹp nhất và sau đó vừa xe cho Hùng xong. Vâng, anh Thắng vừa xe Hùng một nửa ô xong. Vị trí này thì tôi cũng đã phải bỏ ra rất là nhiều đô la để quê để đặt máy. Bắt cầu rất chủ động vừa quyết nhưng vẫn chưa thể ăn điểm ạ. Cài lưới rồi. Rồi hai. Dồn cầu cho anh Phương. Còn Kiều Quang Thuyết người rất dẻo. Ôi xoa hay quá nhở. Một pha xoa cầu quá ảo diệu. Đó một pha. Rất tập trung. Cực kỳ tập trung. Rồi cơ hội đè cầu xuống. Không dám bỏ, cần tấn công ngược lại. Tiếp tục một tình huống đập cầu, vẫn còn... Ôi, một pha cầu cảm giác rất tốt. 20-17, 20-16 rồi. Vẫn rất tập trung. Điểm số không đều, trận đấu thứ 3. Kiều Quang Thuyết rất tập trung. Cực kỳ tập trung. Xoay cổ tay rất hay. Anh Phương có vẻ đập hơi xịt rồi. Điểm yếu của cặp đôi Tuyết Phương chính là anh Phương. Cặp đôi kia đang cố gắng dồn cầu hết cỡ cho vận động viên Phương. Cầu hai nhịp. Rồi. Cầu rất căng từ Kiều Quang Thuyết. Rồi bắt bài vẫn chưa ăn được. Vâng, anh Oánh có rất nhiều các tình huống bắt bài. Kiều Quang Thuyết điển như này. Đánh cực kỳ đẳng cấp luôn. Và chém cầu rất mỏng. Rồi. Có vẻ vẫn cứu được. Ôi, chả hiểu tại sao vận động viên Phương lại bỏ cầu những tình huống cầu đó. Cũng cực kỳ là đáng tiếc cho anh. Điểm số cực kỳ may mắn, không biết là may mắn này. Rồi. Em được chuyển thắng cuối cùng cho đôi đội Tuyết Phương hay không? Cầu không qua lưới. Vâng. Đôi của Dũng. Ba cầu lỗi rất đáng tiếc ạ. Căng tay lắm, chém cầu không dám chém. Đó là một tình huống bắt cầu bước một. Rất hiểm không? Đánh vào Phương mà anh ơi, đôi kia. Vâng. Bắt điểm này hay quá nhờ. Thế 4 mọi người ạ. Bị lừa cầu mất rồi. Cầu đầu tiên nhưng đó là một quyết định sai lầm. Thủ tư của họ rất hay. Hay quá nhờ. Ít tình huống có thể ăn điểm trực tiếp của đội viên Kiều Quang Thuyết. Thì là 6-4 anh ạ. 6-4. Ôi, một cái đường ra lưới. May mắn quá. Wow. Tuyệt quá, đó là một tình huống cầu quá bất ngờ luôn. Đúng không ngờ anh Dũng lại có thể có một pha cầu như thế. Thực sự rất tiếc khi cầu đi ra ngoài sân. Lại leo lưới. Vè kìa, anh Phương kỹ thuật quá toàn diện luôn. Bom rồi.
ngoài sân. Vẫn chưa ăn được. Và vừa được tiếp bóng hết sân rồi, vẫn còn kia. Thực sự là hùng hùng, thực sự. Đúng rồi. Sao luôn. Đây là xếp đội thứ 3. Ở ngoài sân. Đủ nhá, 10 đều. Cầu trong sân, phát cầu tốt. Ok, căng thẳng quá, chúng ta bắt đầu thôi. 11-10. Đánh phát cầu. 11-10. Thuyết rất tập trung. Hùng nghĩ rằng đó là tình huống lựa chọn phát cầu hoàn toàn đúng đắn. Sóng tay rồi. Cực kỳ tập trung. Cầu ngang rất tốt từ chiều Quang Thuyết. Phát cầu rất tốt. Rồi. Tới mấy giây thôi. Rồi tấn công. Anh Dung vẫn đập cầu khá an toàn. Đã. Thuyết thủ hay quá. Vẫn bình tĩnh và anh Phương cũng khá bình tĩnh trong tình huống xử lý vừa rồi. Rồi đập. Đập hay quá. Chắc phải nhiều thùng cầu đấy. Thủ hay quá nhờ. Vận động viên chưa mình đưa đánh cầu cực kỳ lên rồi. Ông cứ vừa đánh vừa ngó mắt sang thôi. Cầu chính xác, cầu ngoài sân. Đến 13. Vẫn thủ được, cổ tay quá tốt. Không dám bỏ. Ngoài. Không. Ngoài sân. Hay quá. Ngoài sân, ngoài sân. Vậy nhìn kiểu Quang Thiết đứng như kia, anh em có thấy run không? Vẫn bắt được quả đấy là hay rồi. Ngoài sân. Ngoài sân. 16-17. 17 đều rồi, các vận động viên đánh như nào thì đánh. Vẫn còn. Bắn cầu. Còn cầu trong sân khá nhiều. Trong trận đấu này thì vận động viên chưa thực sự an toàn, mọi người thấy sao? Tôi tấn công. Bọc sân tốt quá. Tóng tay rồi. Đó là một tình huống kêu cầu lỏng tay. Đó là cặp đôi Tuyết Phương, cặp đôi đang có cơ hội kết thúc trận đấu. Họ chính là đương kim vô địch của giải cầu lông các câu bộ mạnh toàn quốc. Đương kim vô địch. Họ vừa mới vô địch ở cách đây khoảng 2-3 tuần thôi. 20-16, xe đấu thứ 3. Vâng qua nữa. 21-16, chiến thắng cho cặp đôi Tuyết Phương. Xin chia buồn với cặp đôi Dũng, Oánh.